Anh thì thường trú bên Di An, Bình Vương, Bình Dương. Bình Dương. Rồi cái cơ sở làm ăn của anh thì anh có mua một dãy phòng trọ. Mua phòng trọ. Một cái chỗ điểm tựa. Mua phòng trọ ở đâu anh? Anh mua tiết trên Gò Dầu, Tây Ninh nhá. Rồi Tây Ninh hả? Trên đó anh mua nhiều không? Bự không? Anh mua cái đấy là hai dãy được 8 phòng trọ. 8 phòng trọ được mua hết bao nhiêu tiền? Hết 1,5 tỷ. Ồ, đã vậy. Rồi bây giờ cái phòng trọ tháng thu nhập thì bao được bao nhiêu? Phòng bên trong thì mình cho thuê được 1 triệu. Phòng ngoài 1,5 triệu. Coi như là ở ngoài được mấy căn? Nó hai dãy thì ở ngoài được hai cái. Hai căn. Rồi. Coi như ở trong 8 triệu, ở chợ ngoài 1,5 triệu, 3 triệu, 11 triệu ha. Ok. Đó, 6 triệu. 6 triệu. Có 8 phòng mà. Rồi. Trừ đi 2 phòng đầu còn có 6 phòng. Rồi anh làm thêm cái gì nữa không? Trước đây là anh buôn bán tự do. Buôn bán tự do. Rau củ quả trái cây đó. Rồi. Giờ ví dụ cô nào mà đang ở chợ mà đến với anh, về nhà anh lo hết không? Công ăn việc làm này kia không? Về chơi thì không có được. Ý là làm nhưng mà ý là anh hỗ trợ công ăn việc làm này kia. Rồi về ví dụ như đang làm công nhân thì bỏ công nhân đi về cùng buôn bán với anh thế thôi. Rồi ok đúng không? Ừ. Rồi vậy là tốt rồi. Kinh tế vững chạc vững vàng, tìm một người vợ già cũng được, nghèo cũng được. Liệu ngày hôm nay anh có tìm được cô nào, chị nào hay không? Kính mời cô chú anh chị theo dõi câu chuyện ngày hôm nay để biết thêm thông tin. Rồi thay mặt mấy anh em ở đây, em chào anh. Rồi mình cũng xin chào anh em ekip chương trình. Rồi, rồi trước hết thì anh cho biết anh tên gì, bao nhiêu tuổi? Anh cũng tự giới thiệu, anh tên Mai Mạnh Chính, sinh năm 1968, năm nay 57 tuổi. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình mình sao anh ha? Tình trạng hôn nhân của anh là anh ly hôn năm 2018. 18. Anh có mấy người con? Anh có 2. Lớn lập gia đình hết chưa? Anh lấy vợ muộn nên giờ các cháu mới đang học đại học. Rồi, bây giờ thì con ở bên ai? Các cháu nó đi học đại học hết thì nó thuê nhà trọ nó ở. Rồi, tự. Nhưng mà anh cung cấp lo hả? Ai nuôi, ai lo? Anh chu cấp. Rồi, con lớn hết rồi? Lớn rồi nhưng mà chưa có xây dựng gia đình. Rồi nhà mình ở đâu? Anh thì thường trú bên Di An, Bình Vương, Bình Dương. Bình Dương. Rồi cái cơ sở làm ăn của anh thì anh có mua một dãy phòng trọ. Mua phòng trọ. Một cái chỗ điểm tựa. Mua phòng trọ ở đâu anh? Anh mua tiết trên Gò Dầu, Tây Ninh nhá. Rồi Tây Ninh hả? Trên đó anh mua nhiều không? Bự không? Anh mua cái đấy là hai dãy được 8 phòng trọ. 8 phòng trọ được mua hết bao nhiêu tiền? Hết 1,5 tỷ. Ồ, đã vậy. Rồi bây giờ cái phòng trọ tháng thu nhập thì bao được bao nhiêu? Phòng bên trong thì mình cho thuê được 1 triệu. Phòng ngoài 1,5 triệu. Coi như là ở ngoài được mấy căn? Nó hai dãy thì ở ngoài được hai cái. Hai căn. Rồi coi như ở trong 8 triệu, ở chợ ngoài 1,5 triệu, 3 triệu, 11 triệu ha. Ok. Đó, 6 triệu. 6 triệu. Có 8 phòng mà. Rồi, rồi. Trừ đi 2 phòng đầu còn có 6 phòng. Rồi anh làm thêm cái gì nữa không? Trước đây là anh buôn bán tự do. Buôn bán tự do. Rau củ quả trái cây đó. Rồi. Bên Minh Hùng có bán nước cốt nhạc ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Minh Hùng, mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Minh Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Bây giờ mình làm cũng buôn bán vậy luôn hả? Giờ thì chương trình của anh thì cũng là buôn bán tự do vậy thôi. Rồi, cái đó buôn bán thu nhập được nhiêu nữa anh? Tốt không? Cái này thì buôn bán thì nó cũng theo mùa. Ví dụ như là... Mình cứ cho bình quân đi. Bình quân đi, tháng được nhiêu? Bình quân thì nó cũng thấp lắm em. Nó cũng tầm khoảng 9-10 triệu một tháng em. Tốt rồi, cộng thêm giải phòng trọ nữa là ok. Tháng trên cũng mười mấy 20 triệu rồi. Anh chủ nhà trọ ha? Nhà trọ anh mua lâu chưa? Mới mua từ anh mấy? Mới mua ngon đấy, quá đã luôn, 1,5 tỷ luôn, 8 phòng rồi. Anh mua trên đó mới rẻ chứ ở những một phòng anh cho thuê bao nhiêu ấy là mắc lắm ạ. Một phòng cho thuê bao nhiêu anh? Anh cho thuê một phòng bên trong được 1 triệu em. Phòng bên ngoài được 1,5 triệu. Vậy là quá tốt rồi anh. Vậy là anh, cái tình trạng hôn nhân thì mình bao nhiêu năm mà mình chia tay rồi? Anh ly hôn từ năm 2018. Trong vòng bao nhiêu năm nay anh đã quen ai chưa, tìm hiểu ai chưa? Hồi trước dịch thì anh cũng có quen một vài người. Nhưng mà lúc đó điều kiện gia đình nó cũng còn đang nhiều cái vấn đề khó khăn. Như là mẹ già con nhỏ.
là anh cũng chưa có đi tới được. Thế còn từ cái lúc giãn cách đến giờ thì anh không có không có kết nối với ai nữa. Rồi. Bây giờ thì mình lên tìm một nửa thương như thế nào nè, mong không? Được. Anh lên đây anh giới thiệu bản thân và muốn tìm một cái một nửa yêu thương là có phù hợp. Ví dụ như về cái qua tìm hiểu mình sẽ rồi. Thì bây giờ độ tuổi sao? Bao nhiêu? Độ tuổi của các chị em đó là từ 50 đến 57 tuổi, bằng tuổi anh. Ừ. Lớn hơn anh được không? Thôi anh thì chắc là phải lao động vất vả chứ không nên là bằng tuổi để còn lo buôn bán nữa. Ừ. Rồi. Rồi bây giờ mình lấy vợ về thì mình về mình đưa vợ về nhà mình ở luôn ha. Ờ đúng rồi. Rồi. Nhưng mà bây giờ bên bên kia có điều kiện, có nhà cửa, muốn anh về để thì mình cứ về không? Anh thì anh thích là ở bên nhà bên anh. Mình ha. Tại vì từ trước đến giờ là anh buôn bán tự do, anh tự làm tự chịu quen rồi. Rồi. Anh sống nó thoải mái quen rồi. Rồi cái trường hợp mà bây giờ sau này thì cái đó mình tìm hiểu sao ha. Nếu hợp với cô nào muốn ở rể thì nếu mà được thì mình cũng về luôn. Không. Không về. Không về hả? Mình có nhà thì mà. Anh từ trước đến giờ anh tự do lắm, anh thoải mái lắm. Bây giờ mình có nhà thì mình chạy qua chạy lại đúng không? Chạy qua chạy lại thôi chứ còn anh thoải mái nó từ trước đến giờ rồi, anh không bây giờ mà mấy cô mà ở chợ nghèo đến với anh vẫn được đúng không? Đúng rồi. Ừ. Thì anh cũng từ nghèo và vẫn đang nghèo chứ đâu có giàu có gì đâu mà kén chọn gì. Ừ. Nhưng mà anh là chủ nhà trọ thì quá ngon rồi. Không, đấy là nó chỉ có mấy triệu để làm một cái phần thu nhập thụ động để mình hộ thân vậy thôi chứ còn từ ngoài ra mà anh đi làm thêm nữa là cái công việc cụ thể mình làm gì? Thì anh vẫn buôn bán tự do rau củ quả trái cây. Vậy là quá giỏi rồi. Thì anh kiếm cô nào về là có cần phải làm gì không hay sao? Thì đấy thì cái từ trước đến nay thì anh vẫn cứ buôn bán như vậy thì cũng mong muốn tìm được cái chị em trong cùng một cái hoàn cảnh như vậy. Buôn bán luôn. Cũng phù hợp với cái hoàn cảnh của anh nhá. Ừ. Để mà cùng nhau buôn bán thôi chứ cũng chưa có thể nào mà. Rồi trước giờ mình buôn bán mình có dành dụm được chút ít nào không? Cũng có em. Mới trăm triệu đó. Mới tỷ đó. Quá đã. Rồi bây giờ vợ về thì anh tính cho buôn bán sao nè, buôn bán gì? Bây giờ thì mình cũng lớn tuổi, trong cái quá trình buôn bán hai mấy năm ấy thì anh cũng quan sát rất nhiều và cũng học hỏi nữa. Thì anh cũng nếu mà có vợ về thì anh cũng muốn thuê mặt bằng để mở một cái quán ăn. Món ăn ha? Tại vì cái này là anh cũng trong cái quá trình mình buôn bán đó thì mình cũng quan sát, mình học hỏi thì ấp ủ thì mình cũng thấy thích cái nghề đó, tại vì tuy là nó vất vả thế nhưng mà mình thuê mướn nhà cửa nó đàng hoàng rồi thì là buôn bán nó căn bản hơn là căn bản. Vậy là muốn đam mê mở quán ăn, con phở con bún được không anh? Được, anh thì mục tiêu anh nhằm vào cái đó mà. Ừ. Kiếm cô nào phù hợp với vấn đề đó ha. Anh không có cần phải giàu có đúng không? Không, anh thì anh là con người tự do mà, anh tự làm tự chịu từ trước đến giờ nên anh không có nghèo không được ha. Nghèo không được. Không quan trọng tiền bạc, không quan trọng ha. Nhưng có cái thì anh có cái ý kiến riêng của mình này. Ừ. Là ví dụ như chị em mà nhìn thấy cái hoàn cảnh của anh mà thấy phù hợp để có kết nối thì mình cũng phải có một cái thời gian tìm hiểu nó lâu lâu một chút. 3-4 tháng hay 5 tháng đi. Để mình hiểu rõ nhau hơn, để tiến tới một cái mục đích á, là có nó trong cái quá trình đó mình sẽ phát sinh tình cảm. Mình sẽ hiểu biết được cái tính nết của nhau. Để về sau này về xây dựng cuộc sống nó có phần nó thăng hoa, nó chắc chắn hơn. Rồi. Bây giờ anh chia sẻ về tính cách, tính tình của anh tí xíu cho mấy cô mấy chị biết. Anh thì tính cách của anh thì anh ăn nói chuẩn đâu ở đó, trên dưới là rõ ràng. Rồi. Rồi.
Rồi cái tốt. Với cái công việc á thì từ trước đến giờ thì anh toàn làm công việc của anh thôi, chứ anh không có đi làm cho người ta, nên là công việc của mình thì mình phải nhiệt tình hết sức rồi. Anh làm chủ rồi ha. Ờ, nhỏ to gì anh cũng làm công việc của anh à. Mình có nóng tính cọc tính không? Sao em? Mình có nóng tính cọc tính không? Không, anh thì thuần tính lắm, anh ăn nói cũng tương đối khá, lý luận tương đối khá. Bây giờ bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Bây giờ ví dụ cô nào mà đang ở trọ mà đến với anh, về nhà anh lo hết không? Công ăn việc làm này kia không? Về chơi thì không có được. Ý là làm, nhưng mà ý là anh hỗ trợ công ăn việc làm này kia. Rồi về, ví dụ như đang làm công nhân thì bỏ công nhân đi về cùng buôn bán với anh, thế đó. Rồi ok đúng không? Ừ. Rồi vậy là tốt rồi. Chứ anh mục đích kết nối với để tìm một nửa mình đi hết quãng đời còn lại và về nhau cùng chung tay xây dựng cuộc sống. Cụ thể là mình sẽ buôn bán. Ừ. Buôn nhưng buôn bán cũng nhỏ thôi nên là nó cũng lấy sức làm lời, nên chắc chắn là nó còn vất vả, là cũng phải nói trước vậy. Yeah. Không có gì là nhưng mà hồi xưa lý do tại sao chia tay mình có thể bật mí một chút xíu không? Tại vì hồi xưa anh ở trong này á, anh vào trong này trước, anh độc thân, anh vào trong Sài Gòn á. Thì anh cũng làm quen môi trường, rồi anh buôn bán, rồi anh cũng xác định được công việc á, thì anh cũng quay về Bắc anh lấy vợ. Anh lấy vợ thì anh cũng hồi đó là suy nghĩ nó chưa chín chắn là cái việc quan trọng nhất của đời người, nhưng mà cái thời điểm đó thì anh quá hời hợt. Yeah. Anh quen có 1 tháng thì anh cưới luôn. Ừ. Nên là chưa có hiểu được cái vội gì quá ấy. Đúng không? Cưới luôn, đưa luôn vào trong này buôn bán luôn. Rồi. Nhưng mà lúc trong quá trình sinh sống thì thấy cái tính nết nó hai người nó trái ngược nhau quá. Yeah. Nhưng vẫn kiên trì là ở với nhau cũng được gần 20 năm, được 2 đứa con. Tuy nhiên là nhưng mà thấy là cái cuộc sống nó tự tạo cái áp lực cho nhau. Rồi. Vì nó không, nó chẳng nói chung là không hợp cả, nhau, nhưng mà tại cái tính nó không hợp, đúng rồi. Là hai người hàng ngày cứ tạo cái áp lực cho nhau. Thế bây giờ anh lên đây thì bây giờ cái tâm tư nguyện vọng của anh mong muốn lớn nhất là anh thể hiện nào? Cái tâm tư nguyện vọng của anh là muốn gặp được một người bạn gái nó phù hợp, rồi qua quá trình tìm hiểu mình phát triển cái tình cảm, và sau đó là có thể mình nhìn thấy là tương lai là về mình có thể ăn nói với nhau nhẹ nhàng ha, tình rồi. Cảm để rồi bây giờ trước khi kết thúc, anh có lời nào muốn nhắn gửi tới các cô các chị đang theo dõi câu chuyện của mình ngày hôm nay không? Anh thì cũng đơn giản lắm, anh cũng chỉ mong muốn gặp một cái người có cùng hoàn cảnh như anh, rồi thì sẽ đồng cảm với anh để mình quen biết, mình tìm hiểu. Rồi thì cái điều kiện công việc của anh thì nó còn vất vả như vậy, thế vậy đó, nên là mình về cùng chung tay xây dựng cuộc sống thôi. Rồi hôm nay anh đến đây, anh có cam kết tất cả những thông tin anh chia sẻ là đúng và anh chịu trách nhiệm trước pháp luật với những thông tin mình đã chia sẻ không? Anh cam kết là những thông tin anh chia sẻ là đúng. Anh có đồng ý cho mọi người cũng như các bên liên quan sử dụng hình ảnh, video và thông tin của anh để chia sẻ lên không gian mạng và các nền tảng mạng xã hội khác nhau, cam kết là không gỡ xuống, anh có đồng ý không? Anh đồng ý. Rồi cảm ơn anh. Rồi thay mặt anh em cũng chúc anh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, buôn may bán đất ngày càng phát triển hơn ha. Rồi, cô nào chị nào muốn kết nối với anh thì hãy liên hệ với chương trình qua số điện thoại trong trang cá nhân. Rồi mọi người đừng quên để lại những lời bình luận góp ý để câu chuyện có góc nhìn đa chiều hơn, và nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông. Bây giờ xin cảm ơn và xin kính chào. Xin chào. Ủa sao mà mới nhận được mà lại lấy 2 chai nữa? Đấy là người ta, của người ta không phải của anh. À bây giờ anh lấy thêm 2 chai nữa hả? Anh lấy 2 chai thì bữa giờ anh uống tất cả bao nhiêu chai rồi? Anh uống 4 chai rồi. Uống 4 chai rồi, tình trạng bệnh của mình nó bớt chưa anh? Nó có bớt. Có bớt hả? 10 phần bớt được mấy phần rồi? 10 phần thì nó bớt được độ 7-8 phần rồi. Ồ, vậy là quá hợp thuốc còn gì nữa. Đấy. Thế trước khi anh uống thì tình trạng bệnh mình như thế nào? Đấy, nó cái gối của nó sưng. Dạ. Nó sưng hụ cái gối lên, xong bắt đầu uống mà thấy nó khỏi. Anh uống được bao nhiêu ngày thấy nó khỏi? Uống được 2 chai thì bắt đầu thấy nó đỡ, thì xong đây rồi anh lấy 2 chai nữa là 4 chai uống đấy. Nó sưng lên giống như kiểu anh bị viêm viêm khớp đúng không? Đúng rồi. Mà hồi trước giờ uống nhiều thuốc chưa? Trước thì anh cũng uống, nhưng mà trước nó có bị đâu, mới bị. À mới bị đây à? Ồ vậy là anh hợp thuốc rồi, bây giờ đi lại ngon lành rồi gì? Đi lại thì lúc này ngon lành rồi. Bây giờ anh lấy thêm 2 chai nữa uống ha? 2 chai người ta còn lấy cho người ta 1 chai, còn anh uống 1 chai xong hết anh lấy.
Dạ rồi, ok anh, nếu anh cũng Nếu có tốt ai hiệu quả anh cứ giới thiệu giúp em. rồi ai mà gửi thì lại đợt trước mà Thôi. gửi thế nào lại lâu thế chứ, thì bảo không biết là lại không thấy gửi thuốc về. Đâu, bình thường thì nó dao động khoảng tầm ngoài Bắc thì khoảng tầm 4 đến 5 ngày, tối đa là 6 ngày là nhận được. Đâu chỉ 3 ngày đấy, hôm vừa rồi mới gọi điện thế mà hôm nay đã nhận được rồi mà Thì đấy, sao nó tùy theo anh, 3 có ngày khi thì nó rưỡi. giao nhanh, khi thì nó giao chậm, nó tùy theo Đúng cái đợt rồi. nó Ờ, nhiều hàng hay ít anh hàng. mấy hôm anh bận quá anh bảo điện cho em xem là thuốc chả thấy gửi về. Dạ, ok, em cảm ơn anh, cũng tốt giới thiệu cho em nhá. Rồi rồi Dạ, rồi, em đấy chào anh. nhá. Dạ.